Chào các bạn đến với cái kênh livestream của mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hôm nay mình livestream buổi chiều thứ ba. Giờ này là 4 giờ rưỡi rồi nhỉ? 4 giờ rưỡi chiều ở tại thành phố Sài Gòn. Vâng, và các bạn nào đã online thì chúng ta chào nhau đi. À, và hôm nay mình chia sẻ các bạn cái chủ đề nó rất là ý nghĩa, là bốn cái điều ý nghĩa mà bạn ra làm kinh doanh thì bạn cần phải biết và cảm nhận được. Vâng, và các bạn nào ở xa lần đầu tiên theo livestream của mình thì các bạn bấm số 1 đi để chúng ta biết nhau. Bình thường thì mình livestream buổi tối nhưng mà hôm nay mình livestream buổi chiều. Vâng, bấm số 1 đi để chúng ta biết nhau. Bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu về mình để mọi người cùng xem livestream này biết luôn. Bạn nào mà ở những cái tỉnh xa thì các bạn comment xuống, các bạn ghi là các bạn ở những cái tỉnh xa, các bạn nào ở nước ngoài thì các bạn cũng comment xuống luôn để cho mọi người cùng biết, chúng ta cùng nhau chào nhau, kết nối với nhau. Sau khi mình giới thiệu cái phần của mình xong thì mình đi thẳng vào cái phần chủ đề mà mình muốn chia sẻ buổi hôm nay. Khi ra làm kinh doanh thì chúng ta cần những cái kiến thức nền tảng rất là ý nghĩa. Tối hôm qua mình cũng đã livestream một cái chủ đề nó rất là hay, và sau cái chương trình xem này các bạn có thể là xem lại thì các bạn vào cái trang Facebook của mình. Cách đây ngày sáng hôm qua mình cũng chia sẻ một cái bài viết trên trang Facebook của mình, là mình nói là cứ làm đi, và nhiều bạn đọc và các bạn cảm nhận được và các bạn thấy rằng ồ, cái bài viết này nó rất là hữu ích cho các bạn. Vâng, và bạn nào, vâng, chào bạn Xí Muội, chào bạn Hà Thanh Tùng. Và bạn nào lần đầu tiên xem livestream này thì các bạn bấm số 1 giúp mình. Bạn nào mà xem livestream lần 2, lần 3 thì giới thiệu về mình. Chào bạn Sang Nguyễn. Rất vui được nhìn thấy tài năng lượng luôn phong độ. Ok. Cảm ơn bạn Sang Nguyễn nhiều. Chào bạn Kiên. Ok, bạn Kiên ở Sài Gòn tuyệt vời. Chào bạn Lê Dương. Ok, lần đầu tiên biết bạn. Rất là tuyệt vời. Mình cũng giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Năm nay là mình 42 tuổi. Mình là người gốc Khánh Hòa, Cam Ranh Khánh Hòa. Và mình vào Sài Gòn này cũng được 20 mấy năm rồi. Chào bạn Trần Thanh Quý. Và hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn. Mình làm kinh doanh tại đất Sài Gòn. Các bạn ở khu vực nào thì các bạn cho mình biết. Và mình hiện tại, chào bạn Lê Dương. Mình hiện tại thì mình sở hữu cái vườn ươm doanh nhân B-Training. Mình thành lập nó năm 2009. Vâng. Vườn ươm, mình giới thiệu cho bạn biết cái tên vườn ươm doanh nhân B-Training. Và đây là cái khóa học. An tâm đi bạn Văn Phước, trước sau gì cũng quảng cáo thôi bạn ơi. Đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, làm chủ doanh nghiệp, cách khởi nghiệp từ tay trắng. Rất là nhiều bạn đi từ chương trình này, hiện tại họ đã sở hữu doanh nghiệp và họ đã thành công. Đây là cái địa chỉ trung tâm của mình. Mình thành lập trung tâm mình ở đây cũng đã được 9 năm rồi. Và đây là ba cái quyển sách của mình. Cái quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái quyển thứ hai là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển sách Vượt Biển Lớn là hướng dẫn cho bạn cái cách đi lên khởi nghiệp từ 5 xu. Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi là cái quyển sách hướng dẫn cho bạn những cái chi tiết bài học, từng chi tiết một trong cái hành trình làm kinh doanh. Và cái quyển số 3 là quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì chúng ta đang bán trên Amazon bằng tiếng Anh. Và mình chuẩn bị ra cái quyển, cái đó là cái quyển bán hàng online ngay. Cái quyển sách bán hàng online ngay. Vâng, và bạn nào mà ngay cái livestream này mà bạn nào mà mua hai cái quyển sách của mình, hai quyển sách tiếng Việt đó, trên khắp mọi miền đất nước, thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn thông qua gì ạ? Thông qua bưu điện. Các bạn chỉ cần inbox số điện thoại thì hai cái quyển sách này sẽ gửi đến nhà các bạn. Hai quyển sách này là 210.000 free ship cho các bạn. Cái free ship về nhà các bạn là 50.000 rồi đó. Và bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn cấm nhung em mua thêm cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa em. Thì các bạn sẽ được add vào một cái group. Cái group này chỉ những người sở hữu sách thì mới được vào trong cái group này. Và trên khắp mọi miền đất nước, cái group này hiện tại là gần 300 người rồi. Toàn là những người làm kinh doanh,
đảm bảo những người này đã đọc những cái quyển sách của mình và họ rất là am hiểu về kinh doanh. Điều này nó rất là tuyệt vời, là các bạn có được cái mối quan hệ kết nối khắp mọi miền đất nước nữa, rất là tuyệt vời. Chào bạn Tuyết Sương, chào Vân, bạn Dương. Ngày mai các em nó sẽ giao sách cho em về Đắk Lắk nhé. Ok, hai cái quyển sách sẽ giao cho em về Đắk Lắk. Và trong thời gian này thì mình có ưu đãi free ship cho các bạn, và cái điều kiện tham gia group cũng dễ, là chỉ có hai quyển sách thôi. Vài bữa nữa là cái quyển sách thứ tư của mình nó ra, là cái quyển bán hàng online ngay. Thì cái điều kiện nó khó hơn. Bạn nào muốn vào trong group thì các bạn phải sở hữu tới 3 cuốn lận. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe cái phần giới thiệu của mình. Và bạn nào chưa giới thiệu về các bạn thì các bạn cũng giới thiệu lên đi, lên cái trang livestream này để cho mọi người cùng biết. Mọi người vừa xem livestream của mình, mọi người vừa biết về các bạn. Và như thế nào nữa, các bạn cũng nên chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để gì à? Để các bạn nhớ, các bạn xem, rồi người thân của các bạn xem, rồi bạn bè của bạn xem. Mình nhớ một bạn rằng là bạn chia sẻ mình cái đây mấy ngày, mình kêu là em vào livestream của một bạn, của người bạn của em, và tình cờ em thấy được cái livestream chia sẻ về kinh doanh, và em xem và em thấy nó rất là hữu ích, và nó giúp cho em gì như thế nào à? Học được nhiều điều hữu ích từ cái livestream này đó. Nghĩa là các bạn đã gì à? Các bạn đó đã góp phần gì à? Góp phần gieo được một cái hạt giống rất là tốt. Trong khi bạn mình loay hoay. Ok, bạn xíu muội hôm qua em đặt rồi, em ở quận 2 mà mai mới giao ạ. Đúng rồi. Phải mất một khoảng thời gian thì sách mới về đến nhà các bạn được. Cảm ơn bạn xíu muội nhiều ha. Mai sẽ sách đến nhà em. Vâng, và bây giờ tiếp tục. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa ạ? Bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống. Và thứ nhất, để mà thành công, chúng ta trở thành một người kinh doanh thành công, một người làm chủ doanh nghiệp thành công, thì cái từ khóa đầu tiên các bạn luôn luôn nhớ đó là từ khóa gì ạ? Cải tiến. Phải liên tục cải tiến. Liên tục cải tiến. Ghi vô. Trong kinh doanh mà thường thường mà bên cái mạng á, bên cái mạng mà sản xuất á, thì người ta hay áp dụng một cái thuật ngữ người ta gọi là Kaizen. Những cái doanh nghiệp nào á, những cái doanh nghiệp nào mà họ phát triển á, họ tập trung họ phát triển, họ luôn phát triển một cái, họ luôn tìm hiểu cái kiến thức, người ta gọi là cái Kaizen. Kaizen cũng nghĩa là liên tục cải tiến, liên tục cải tiến. Ở đây đang đi giao hàng, thầy ơi dạo này thầy like giờ này không vậy? Ok, lúc nào rảnh thì like thôi bạn Mai Anh Vinh ơi. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải liên tục cải tiến cái hành trình của mình. Chúng ta đừng có chấp nhận cái cuộc sống trung bình rồi an phận rồi ngồi rơ rỉ than thở đầy những cái bạn ra khởi nghiệp, những cái doanh nghiệp á, các bạn làm kiếm tiền rồi có chút tiền rồi lại như thế nào rồi cứ ngồi như vậy không có chịu phát triển, và chừng cuối cùng nó như thế nào chừng cuối cùng là rơi rỉ than thở, sao cái công việc kinh doanh của em nó càng ngày càng khó, khách hàng càng ngày càng đi đâu hết đi. Nghĩa là bạn không có tư duy cải tiến. Bạn làm được ở chỗ đó rồi bạn ngồi, bạn cứ ngồi bạn trông chờ vậy. Sáng hôm nay cũng vậy. Cái cuộc sống là chúng ta phải liên tục cải tiến chứ. Việc kinh doanh chúng ta cũng liên tục cải tiến, và cuộc sống chúng ta nó cũng phải càng ngày nó cải tiến càng tốt hơn chứ. Tại sao chúng ta chấp nhận như vậy rồi chúng ta lại rên rỉ than thở, chấp nhận một cái cuộc đời trung bình, một cái cuộc đời nhàn nhàng tên tên, một cuộc đời ổn định, gọi mình hay gọi cái từ là nghèo, ổn định nhưng mà nó nghèo á, rồi lại rên rỉ than thở, cái điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải liên tục cải tiến mỗi ngày để cho nó tốt hơn một chút xíu, phát triển tốt hơn. Chứ làm sao mà chúng ta chấp nhận một cái đời sống bình thường vậy rồi chúng ta lại như thế nào thứ gì các bạn hay chỉ mua được bằng cách comment số điện thoại trên bạn Thiên Tứ, trên đó thì có lúc không. Bạn Thiên Tứ luôn, bạn Lưu Thiên Tứ, trên đó thì lúc có lúc không, còn các bạn mua qua mình thì chắc chắn là có. Nó là
có phân phối trên tất cả các hệ thống đó hết, nhưng mà có lúc có lúc không, còn Moment thì chắc chắn là có. Cái này thì không bàn cãi rồi. À, bên mình thì mình giữ bản quyền hết và mình phân phối qua các cái nhà sách đó, mình không bán bản quyền cho ai hết. À, các nhà sách đó họ muốn bán được thì họ cũng phải lấy hàng từ mình hết. À, tại mình là người giữ bản quyền. À, mình sẽ ra tới 10 đầu sách lận và 100% là mình giữ bản quyền hết. Cả pha xe và tất cả các nơi đều phải lấy qua hàng mình hết. À, cảm ơn bạn Lương Tuấn Hùng. Ok. À, đó. À, mình lại quay lại cái chủ đề. Chúng ta chấp nhận cái cuộc sống trung bình, cái đời sống trung bình, rồi chúng ta lại rên rỉ than thở là cái điều này không thể chấp nhận được. À, nó là với góc độ của một người làm kinh doanh thì các bạn biết là xã hội nó luôn thay đổi, xã hội nó thay đổi mỗi ngày. À, xã hội nó thay đổi mỗi ngày, nó là mỗi ngày chúng ta cần phải cải tiến để cho nó tốt hơn một chút xíu, cải tiến cho nó tốt hơn một chút xíu, cứ liên tục vậy để cho nó tốt hơn. À, chúng ta trong công việc, trong cuộc sống, trong mối hệ, tất cả mọi thứ chúng ta phải gì ạ? Cải tiến cho nó tốt hơn. Đã làm được rồi thì làm cho nó tốt hơn. À, sáng nay có một bạn inbox cho mình. À, em học cái khóa của thầy rồi em về em áp dụng, em kinh doanh một tháng em thu nhập một ngày, trung bình một ngày bạn thì doanh số khoảng 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu có, tùy theo ngày. À, và mỗi ngày thì lãi từ 4 triệu, 5 triệu có. À, nhưng mà bạn rất là lo lắng, bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn bán hàng được mỗi duy nhất trên cái kênh đó là trên kênh Facebook thôi. À, và bạn nói là hiện tại em cảm giác rất là lo lắng, tại vì em mới một kênh Facebook thôi. Mình nói là tại sao em ngồi em lo lắng chỉ cho nó mệt. Mình đã làm tốt cái kênh này thì mình phải tính toán mình để làm tốt thêm kênh khác. Kinh doanh nó đâu chỉ có cái một kênh đó, mà nó có rất là nhiều kênh để chúng ta có khách hàng. Tại sao có rất là nhiều người là cứ ngồi lo lắng, làm tốt. Mình nói là hãy đầu tư ngay khi công ty em còn tốt, chứ không phải là khi Facebook nó bị chặn hay là bị hạn chế rồi, lúc đó không bán được hàng rồi mới lo đi tìm. Cái đó là cái tư duy của những cái người không có biết tính toán, của những người thiếu cái sự phát triển, thiếu cái tư duy cải tiến, nên mới ngồi chờ mọi thứ khó khăn rồi chúng ta mới lo đi tìm kiếm học hỏi. Chúng ta hãy cải tiến, tìm kiếm, học hỏi và phát triển ngay khi chúng ta còn đang thuận lợi nhất. À, đang thuận lợi mà cải tiến nó đã là khó khăn, đã là một sức ì với bạn rồi. Vậy thì cái lúc mà không còn khách hàng, tiền ít ra mà đi cải tiến thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Vâng, hồi nãy giờ các bạn đã chia sẻ cái live stream này về. Bạn nào mà chưa kịp xem thì các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà để gì ạ? Để tối các bạn về các bạn xem lại. À, bạn nào mà lần đầu tiên xem live stream của mình thì các bạn bấm số 1 vào. Bạn nào mà lần đầu tiên xem live stream mình thì bấm số 1 vào. Bạn nào đã xem live stream mình rồi thì bấm số 2, biết mình rồi thì bấm số 2. Hồi nãy giờ mình chia sẻ cái ý đầu tiên, các bạn có học được cái gì chưa ạ? Học được cái gì thì các bạn comment xuống. Bạn nào mà mua 2 quyển sách của mình thì các bạn cũng comment số điện thoại xuống. Thứ năm này mình có cái lớp chia sẻ cái cách các bạn ra khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí. Và bạn nào mà chưa tham gia cái lớp này ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Tây Ninh, ở Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, gần thành phố Hồ Chí Minh này, chúng ta đi về Sài Gòn ngay buổi tối thứ năm lúc 18 giờ tại cái trung tâm của mình để chúng ta tham gia cái lớp này, để chúng ta hiểu ra tại sao chúng ta phải chọn cái con đường làm kinh doanh và cái cách thức nó đi như thế nào. Thứ bảy chủ nhật tuần này là mình có cái khóa làm chủ doanh nghiệp khóa 145. Và các bạn nào mà khát khao ra làm kinh doanh thì các bạn hãy tập trung để các bạn biết. Bây giờ mình chia sẻ đến các bạn cái từ khóa thứ hai. Hồi nãy giờ các bạn học được cái gì không? Học được thì các bạn comment xuống là các bạn học được những bài học rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống đi các bạn ơi. Để mình thấy gì? Mình có năng lượng, mình chia sẻ các bạn nhiều hơn. Không liên quan những áo của nhân viên Bi đẹp quá. Ok, cảm ơn em. Đây này, mình cũng mặc cái áo nè. Mình cũng mặc cái áo Bi training nè. Ok. Luôn cải tiến để nâng cao giá trị. Ok, bạn Nguyễn Lộc.
À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống bạn học được những cái ý gì. Tuần này lớp mình cũng có lớp miễn phí hả thầy? Đúng. Tuần này có lớp vào tối thứ năm. Bạn giới thiệu bạn thì bạn ok chưa? Bạn inbox số điện thoại của người bạn đó cho mình biết ha. Tiếp tục. Chúng ta phải luôn để tâm đến công việc của mình. Chúng ta phải luôn để tâm. Cái lý do mà các bạn không phát triển là bởi vì các bạn không để tâm. Một bài học tuyệt vời. Ok, bạn Trần Thanh Quý. Cảm ơn bạn Trần Thanh Quý nhiều. À, cái thứ hai đó là luôn để tâm đến công việc của mình. À, lý do mà bạn không phát triển là bạn không để tâm. À, bạn bán hàng theo cái kiểu kinh doanh theo kiểu phản xạ, không có khách hàng thì mới lao ra làm, có khách hàng thì như thế nào ạ? À, có khách hàng thì ngồi đó cứ phục vụ khách hàng, không có để tâm, không có gọi là không có chuyên tâm, không có khao khát. Nếu mà để tâm cái việc kinh doanh của mình á, người nào mà nghiêm túc để tâm tới việc kinh doanh của mình á, quan tâm đến sự nghiệp của mình á, xem cái việc kinh doanh nó là một cái nghề sống chết với mình á, thì bạn luôn để tâm và bạn luôn học hỏi để phát triển. Bạn không có để tâm, bạn không chịu học hỏi, bạn như thế nào ạ? Bạn cứ biết rằng là mình làm cái việc đó không được, biết rằng là cái công ty của chúng ta nó không phát triển, nhưng mà lại không chịu đi học hỏi, cứ nằm ngày này qua ngày khác vậy đó. Có bạn Thành, các bạn thấy hồi nãy là có bạn Thành comment, có bạn Thành Võ, học mình 3 năm rồi các bạn ơi, học mình 3 năm trước rồi, học những lớp căn bản rồi, không có học những cái khóa nâng cao. Rồi vừa rồi bạn học xong bạn thấm, bạn có về các bạn xem cái comment á, các bạn xem đó, các bạn Thành Võ, các bạn xem cái comment của bạn Thành á, các bạn thấy mà bạn Thành nói là hồi kia em không có chịu đi học phải chi mà em học sớm trước đây đây 3 năm thì giờ tuyệt vời rồi. Nhưng mà rất vui là bây giờ em chịu khó, em học đâu đó ra bài bản. Đúng rồi, tại vì bây giờ bạn mới để tâm, bây giờ bạn mới để tâm vào cái công việc kinh doanh của mình. Những người mà họ không để tâm vào cái công việc kinh doanh của họ là họ suy nghĩ hơn thua lắm. Cái công ty của mình, cái doanh nghiệp của mình, nó tạo ra khách hàng, nó tạo ra tài chánh, nó tạo ra tiền bạc cho mình mà bạn lại không để tâm. Bạn không chịu học hỏi để bạn làm cho nó phát triển ra. Mà bạn cứ ngồi đó bạn cầu may, rồi bạn ngồi đó rên rỉ than thở, thì làm sao mà cho nó được? Thiếu kiến thức là phải đi học. Ví dụ như bạn sửa cái chiếc xe máy đi, bạn thiếu kiến thức làm sao mà bạn sửa được cái chiếc xe máy, bạn phải đi học bạn mới sửa được. Kinh doanh nó cũng giống như vậy thôi. Một người nông dân mà họ nuôi heo đi, mà họ có thiếu những cái kiến thức kinh nghiệm về heo thì làm sao mà họ nuôi heo được? Họ phải đi học. Một người nông dân mà họ muốn trồng thanh long đi, họ không hiểu gì về thanh long thì họ cũng phải đi học. Chúng ta ra làm kinh doanh thì cái kinh doanh nó là sự nghiệp của chúng ta, mà chúng ta không chịu đi đầu tư kiến thức thì làm sao mà chúng ta chấp nhận được? Các bạn đồng ý điều này không ạ? Chúng ta không thể chấp nhận cho, nghĩa là điều đó chúng ta không có để tâm, chúng ta không chịu lắng nghe, chúng ta không chịu học hỏi, chúng ta không có chịu để mắt đến những cái công việc của mình. Các bạn không có kỳ vọng cho nó lớn hơn, khát khao hơn. Các bạn thiếu cái gì, thiếu cái sự tận tâm vào trong cái công việc của mình, thiếu cái sự chuyên tâm, không có để tâm vào cái công việc thì làm sao công việc nó phát triển được. Nó là cái từ khóa tiếp theo mình muốn gửi đến các bạn, đó là cái từ khóa chúng ta để tâm sâu sát vào cái công việc của mình, để tâm xem là cái khách hàng của mình nó càng ngày nó càng tốt chưa, để tâm xem là cái công việc kinh doanh của mình nó có phát triển chưa, để tâm xem là cái đội ngũ của mình nó càng ngày nó tốt chưa. Một cái kỹ năng gì mà làm cho bạn phát triển tốt việc kinh doanh của mình, đó là cái kỹ năng gì nó làm cho bạn đột phá. Chúng ta cũng phải để tâm tới cái gì à, cái xu hướng sắp tới nó là cái gì, cái sự phát triển ngày mai nó là cái gì, kiến thức mà chúng ta cần phát triển đó là cái gì, hàng loạt những câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi. Đi ra kinh doanh, cái doanh nghiệp của chúng ta nó mang cho chúng ta rất là nhiều tiền mà chúng ta lại không đầu tư lại cho nó thì làm sao mà nó mang tiền cho các bạn được? Cái con người của bạn,
bạn phải có sức khỏe, bạn phải có suy nghĩ, bạn phải có kiến thức thì bạn mới mới gì ạ? Bạn mới mang tiền về được đúng đúng không? Mà bạn lại không chịu đầu tư cho chính cái con người của mình, rồi bạn không chịu đầu tư cho chính cái doanh nghiệp của mình mà cứ đòi nó mang tiền về cho mình, đó cái chuyện đó là cái chuyện mà không thể được. Bạn muốn bạn trồng một cái cây và bạn muốn nó ra trái đều đều thì bạn phải như thế nào ạ? Bạn phải tưới nước, bạn phải chăm bón cho nó. À, tất cả nó đi theo đúng một cái quy luật hết. À, chúng ta không chịu để tâm tới nó, chúng ta không chịu chăm bón, chúng ta tính toán so đo với chính cái việc đầu tư của mình, đối với chính cái doanh nghiệp của mình, rồi cái bắt doanh nghiệp mình nó cứ nó mang khách hàng lại cho mình thì làm sao, ở đâu nó có cái nguồn năng lượng để nó mang lại. Đó là những cái người nào mà họ không tập trung vào cái việc học hành và phát triển á, thì y chang rằng các bạn thấy không ạ? Cái cuộc đời họ nó cứ đi xà lồng vậy đó. Rồi họ chỉ rõ giỏi than thỉ và rên rỡ thôi. Vâng, vậy là vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái chìa khóa thứ hai. Cái chìa khóa thứ ba là tử tế. Các bạn comment vô đây. Cái từ khóa thứ ba là tử tế. Chúng ta phải luôn luôn tử tế với người khác. Tử tế thứ nhất là tử tế với ai? Thứ nhất là các bạn phải tử tế đối với chính các bạn đã. Nếu bạn suốt ngày bạn nói cái miệng tử tế mà chính bạn không tử tế thì cũng không có được đâu. Tuy nhiên mình cũng nói chỗ này một chút xíu là không phải là mình nói cái từ này đến các bạn là mình đang là người tử tế rồi, nó cũng không có phải nó như vậy. Đang cố gắng để sống tử tế, ý ở đây mình muốn nói vậy, chứ không phải là mình nói rằng là mình quá tử tế rồi mình nói với các bạn là mình tử tế. Mình cũng không có đi dạy ai hết, mình cũng không có đi khuyên nhủ ai hết. Ở đây không có nghĩa là mình là quá tử tế rồi, nó không phải. Mình cũng phải đang cố gắng gì đang cố gắng tử tế mỗi ngày. Bạn dùng ra điều này chưa? Đang cố gắng. Có những lúc cũng không tử tế lắm các bạn ơi, có những lúc cũng ba trời ba đất lắm, nhưng mà như thế nào cố gắng. Cố gắng để tử tế. Bạn anh hiểu chưa? Tử tế ai? Được tử tế với chính mình, nghĩa là mình hứa với gì chính mình thì mình cũng phải làm. Mình tự tử tế với cuộc sống của mình, mình cho cuộc sống mình ngủ nghỉ đầy đủ. Đã là con người thì chúng ta phải học hành để chúng ta phát triển. Chứ không phải là tự nhiên nó phát triển được. Tức là tử tế thì tử tế với mình. Tử tế tới ai? Tử tế đối với doanh nghiệp của mình. Bảy tử tế. Bảy tử tế là sao chả hiểu. Ok chưa? Cố gắng tử tế. Ok thầy, đúng rồi. Ok bạn Thành ơi. Nghĩa là sao ạ? Chúng ta tử tế. Bạn Thúy Lành chào thầy và mọi người. Ok. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và như thế nào? Chúng ta tử tế với doanh nghiệp của mình. Tử tế với doanh nghiệp nghĩa là chúng ta cũng phải đầu tư và đối xử với doanh nghiệp của mình ở một cái chừng mực nào đó cho nó càng ngày nó càng tốt hơn. Chúng ta tử tế bài là tử tế đối với nhân viên của mình. Nhiều người làm việc với nhân viên rất là sát thủ. Và cứ đó là suốt ngày tại sao không có nhân viên nó không có trung thành, cứ như thế nào cứ suốt ngày rên rỉ than thở nhân viên mà họ như thế nào bản thân họ chưa bao giờ họ có tử tế đối với nhân viên đó. Mà họ cứ đòi người khác phải tử tế đối với họ. Nó là nhân viên nó đi khỏi bạn này, nhân viên nó làm việc không ok với bạn này, doanh nghiệp bạn mà tuyển không ra người này là hãy xem lại bạn. Ok chưa? Phải xem lại bạn. Xem lại bạn nó đang có vấn đề đó. Các bạn có nhận ra điều này không? Chúng ta phải cố gắng tử tế mỗi ngày một chút thôi. Chúng ta tận tâm với khách hàng, chúng ta để tâm với khách hàng đúng không? Chúng ta chu đáo với khách hàng và chúng ta phải cố gắng xử lý nhanh những cái công việc mà khách hàng đã lo cho chúng ta. Nên là một cái từ khóa rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải tử tế. Ok, và mình dừng lại một chút xíu để mình quảng cáo về mình một chút xíu. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 đi để chúng ta cùng biết. Mình tên là Nguyễn Thái Duy ha. Và hiện tại là mình là người sở hữu cái vườn ươm doanh nhân. Cái chữ vườn ươm doanh nhân. Các bạn thấy rõ chưa? Vườn ươm doanh nhân. Cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa làm chủ doanh nghiệp cuối tuần này,
Ngày thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 21 giờ đêm mình sẽ giới thiệu cái khóa này. Các bạn sẽ được học về cái khóa này. Các bạn ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, những cái bạn ở các tỉnh gần đây nên chạy về học cái khóa này. Cái khóa này mình đã chia sẻ 9 năm rồi, nó rất là nổi tiếng. Ok chưa? Đây là cái trung tâm của mình. Các bạn thấy trung tâm của mình chưa? Địa chỉ trung tâm của mình ở nơi đây cũng đã được 9 năm rồi. Và đây là ba cái quyển sách của mình. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, quyển thứ ba là cái quyển Bị Dân Đầu Quay. Cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, cái quyển Vượt Biển Lớn là chỉ các bạn cái cách kinh doanh khởi nghiệp từ không đồng, từ 5 xu thôi. Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì đó là 101 bài học trong kinh doanh mà bắt buộc ai làm quảng cáo đều cũng phải học. Và cái quyển thứ ba là quyển Bị Dân Đầu Quay, thì cái này là các bạn mua trên Amazon ở nước ngoài. Thứ năm tuần này mình có cái khóa học khởi nghiệp và kinh doanh hoàn toàn miễn phí. Các bạn nào ở gần thì lên tham gia. Thứ bảy chủ nhật tuần này thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp 2 ngày chia sẻ bạn cái 8 bước để chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp. Và bạn nào ở xa, ở các tỉnh mà các bạn mua hai cái quyển sách này, chào bạn Thành Võ, phải học thầy thôi bạn ơi, đọc sách của thầy thôi bạn ơi, rất tuyệt vời, rất thực tế, cảm ơn bạn Thành Võ rất là nhiều. Thì các bạn nào ở các tỉnh mà các bạn sở hữu hai quyển sách của mình thì mình sẽ add các bạn vào một cái group, mới đủ tiêu chuẩn để được vào một cái group. Cái group này là toàn những người kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Cái group hiện tại là đã 300 thành viên rồi, và toàn bộ, và sắp tới nó sẽ lên 1.000 thành viên. Toàn bộ những bạn ở trong group này là những người khát khao về kinh doanh, đam mê về kinh doanh. Họ đã đọc hai cái quyển sách của mình, nên là họ như thế nào, họ có tư duy kinh doanh rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nên là bạn nào mà muốn mua hai quyển sách thì các bạn chỉ comment cái số điện thoại xuống và sách sẽ giao đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Vâng, và bây giờ mình nói tới cái từ khóa thứ tư. Giá hai quyển sách là 210.000, đó là giá bìa, và bao luôn phí ship cho các bạn luôn đến tận nhà. Phí ship là hết 50.000 rồi các bạn. Thực sự là cái quyển sách công in ấn viết đồ ra thì gửi cho mọi người thôi, lấy lại cái chi phí thôi, cái vốn thôi. Giai đoạn này thì mình free ship cho các bạn, thời gian sau thì không có free ship. Bạn nào mua quyển sách thì cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ được gửi đến các nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình bắt đầu mình chia sẻ đến cái từ khóa thứ tư. Từ khóa thứ tư là chúng ta phải liên tục gì ạ? Hồi nãy mình nói từ khóa thứ nhất là gì ạ? Liên tục cải tiến đúng không? Từ khóa thứ hai là gì? Luôn để tâm đến công việc đúng không? Từ khóa thứ ba là từ khóa là gì? Luôn tử tế. Và đúng rồi, trả tiền tại nhà, bạn Nguyễn Sang ơi, chính xác luôn. Và cái từ khóa bạn Trần Hiếu, em đang chờ thầy qua Singapore để đọc. Ok. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 bạn Hiếu nha, bạn Trần Hiếu nha, thì mình sẽ dẫn nguyên đoàn 40 bạn đi Singapore. Thì qua Singapore sẽ gặp em, sẽ gửi hai quyển sách cho em. Ok bạn Trần Hiếu, cảm ơn em. Từ bên Singapore mà em vẫn cứ luôn quan tâm, tuyệt vời bạn Hiếu ơi, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Sang. Ok bạn Sang nha. Tiếp tục, chúng ta lại gì ạ? Từ khóa thứ tư đó là chúng ta phải liên tục điều chỉnh. Vì sao chúng ta phải liên tục điều chỉnh? Bởi vì kinh doanh là luôn luôn thay đổi. Kinh doanh là luôn luôn thay đổi. Cuộc sống là luôn luôn thay đổi. Các bạn thấy không ạ? Các bạn hình dung một cái con thuyền nó đang đi trên biển không ạ? Thì sóng nước nó cứ nó dập dềnh, rồi gió nó thay đổi, rồi mây mưa. Nó là cái người thuyền trưởng là người như thế nào ạ? Cái người luôn luôn điều khiển cái con thuyền nào đó để cho nó phù hợp với cái thời điểm đó. Người làm kinh doanh là chúng ta phải liên tục thay đổi để cho nó phù hợp theo từng thời điểm. Không có cái gì là mãi mãi, nó mãi mãi hết, nó mãi mãi theo một hướng hết. Chúng ta phải liên tục điều chỉnh cho nó phù hợp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta ra làm kinh doanh, chúng ta giống như là chúng ta làm một thuyền trưởng, chúng ta ngồi trên cái con thuyền đó. Các bạn thấy cái người tài xế không ạ? Cái người tài xế họ điều khiển cái xe không ạ? Họ không thể gì ạ? Họ không thể ôm cái vô lăng giữ y như vậy được mà, các bạn thấy không? Các bạn ngồi bạn quan sát đó, họ luôn luôn điều chỉnh,
cái lúc qua lúc lại, lúc chạy nhanh nhanh lúc chạy chậm. Các bạn cho lúc chạy nhanh lúc chạy chậm, nó là họ phải uyển chuyển, họ phải uyển chuyển. Bạn hiểu được chưa? Họ rất là uyển chuyển. Bạn lái cái doanh nghiệp của bạn, bạn là người tài xế, bạn là người thuyền trưởng, bạn lái chính cái doanh nghiệp của bạn thì bạn cũng phải uyển chuyển, bạn phải điều chỉnh và liên tục điều chỉnh và uyển chuyển. Nó không có cái vụ là bất biến, nó không có thể là ngày hôm nay giờ bạn làm ok thì ngày mai nó sẽ giống như vậy. Nó không phải nó như vậy. Cái thế giới là nó liên tục điều chỉnh, cái kinh doanh nó cũng liên tục điều chỉnh, khách hàng của chúng ta cũng phải liên tục, khách hàng của ta thì là họ luôn luôn tiến hóa, nên doanh nghiệp chúng ta cũng phải tiến hóa theo, tư duy chúng ta cũng phải tiến hóa theo. Đó là lý do mà chúng ta cần phải cập nhật, chúng ta cần phải học. Và kinh doanh đã là kinh doanh thì chúng ta phải đối diện với cái sự cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh là khi nào? Khi mà bạn đi cùng chiều, đúng không, là có 2-3 chiếc xe, nó như thế nào nó giành nhau nó đi, thì có lúc bạn phải chạy chậm một chút xíu, nhưng cái lúc thì bạn chạy nhanh một chút xíu, rồi chưa nói là xe ngược chiều nữa. Cái con thuyền nó đi trên sông nó vẫn vậy. Nên đó là lý do mà người thuyền trưởng chúng ta cần phải gì cần phải uyển chuyển sao cho nó phù hợp. Và bạn phải học cái khả năng uyển chuyển đó. Người kinh doanh cứng nhắc nó không được, bạn sẽ thất bại ngay. Các bạn thấy là Uber Grab không nó đi vào Việt Nam và thế nào cái anh Vinason với anh Mylon, các bạn thấy tôi tả liền. Bởi vì sao? Mấy anh không uyển chuyển. Mà sau cái vụ tôi tả đó, ok bây giờ mấy anh đang thích nghi lại, mấy anh đang điều chỉnh lại, nhưng mà mình thấy vẫn còn chậm lắm, cứng nhắc lắm. Đã nói là kinh doanh nó không, nó giống y như, nếu bạn cảm nghiệm, bạn là người đã từng ôm tài xế lái xe, thì bạn thấy đoạn đường này nó chạy như vậy, nhưng mà đoạn đường khác nó là như vậy. Lúc thì sóng, lúc thì gió, nó cần phải có sự uyển chuyển. Còn cái người nào cứng nhắc thì cái người đó khó làm kinh doanh lắm. Vô cùng khó làm kinh doanh. Và bạn kinh doanh một thời gian thì bạn cũng như thế nào bạn cũng bị té nhào thôi. Cái anh Mylon như Vinson á, nhiều doanh nghiệp lắm, nhiều doanh nghiệp lắm, mà mình ví dụ vậy đó, thì rõ ràng là họ không có thích nghi được, cho tới bây giờ rồi họ vẫn không thích nghi được. Ngồi lên cái chiếc xe Vinson như Mylon cho tới giờ cũng vậy. Cái hành vi của người tài xế, cái thái độ của người tài xế, cái cách chạy xe nó khác, nó rất là khác với những cái doanh nghiệp kia. Các bạn có nhận ra điều này? Chính các bạn phải nhận ra cái điều này. Ok chưa? Nó là cái sự bất ổn, cái sự thay đổi, đó là cái quy luật của kinh doanh, và đó là cái quy luật của thị trường. Chào bạn Hồ Ngọc Luật. Đó là quy luật của thị trường. Nó là chúng ta hãy học để xây dựng cho mình một cái nền tảng trong kinh doanh rất là vững vàng. Khi các bạn có sự vững vàng trong kinh doanh, một người tài xế mà họ có tay nghề vững vàng, một người thuyền trưởng mà họ có tay nghề vững vàng, thì các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Họ luôn vững vàng qua mọi con đường, họ luôn vững vàng trên mọi cái con sóng biển. Các bạn chưa? Nghĩa là chúng ta cần phải linh hoạt, chúng ta cần phải nhanh nhạy hơn, điều chỉnh để gì? Để thích nghi với sự thay đổi. Điều chỉnh để làm gì? Để chúng ta được sự càng điều chỉnh thì doanh nghiệp chúng ta nó càng vững vàng, chúng ta càng linh hoạt và càng nhanh nhạy hơn. Đó là vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn 4 cái điều mà bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng phải nắm được. Cái từ khóa thứ nhất là gì? Liên tục cải tiến, đúng không? Chúng ta không chấp nhận là một người sống trung bình. Mình gặp rất là nhiều bạn, mình là gặp rất là nhiều bạn trong cuộc sống đó, chứ không phải trong doanh nghiệp đâu. Họ mở một cái doanh nghiệp và một tháng họ thu nhập chừng vài chục triệu thôi. Và như thế nào họ chấp nhận nó như vậy, mà nói là cái thu nhập này nó không phản ánh được cái trí tuệ của bạn, nó hoàn toàn nó không phản ánh được cái trí tuệ của bạn. Một người họ học hành rất là nhiều, họ ra họ đi làm, lương họ chừng 10 triệu, 15 triệu, mà nói là bạn, nếu mà bạn chấp nhận cái mức lương nó như vậy thì rõ ràng cái trí tuệ của bạn nó chỉ tương đương với 10 triệu, với 20 triệu thôi. Chẳng lẽ bạn học hành như vậy và bạn chấp nhận cái trí tuệ bạn nó như vậy ra làm doanh nghiệp cũng vậy, chúng ta không thể chấp nhận. Tại vì sao? Cái doanh nghiệp của bạn, cái thu nhập hàng ngày của bạn nó đang phản ánh trí tuệ của bạn, chứ có đòi cái gì nữa. Tiếp theo là cái từ khóa để tâm, đúng không? Chúng ta phải để tâm.
Chúng ta để tâm cái gì là cái đó nó phát triển, các bạn để ý thôi. Nguyên nhân nó không phát triển là bạn thiếu cái sự để tâm. À, cái từ khóa thứ ba là từ khóa gì? Tử tế. Chúng ta cố gắng tử tế. À, mình không có nói là mình quá tử tế rồi, mình không có nói, có nhiều lúc cũng không có tử tế đâu. À, tuy nhiên cố gắng mỗi ngày tử tế. Bạn hiểu chưa? Và từ khóa thứ tư là từ khóa gì ạ? Liên tục gì các bạn ơi? Liên tục điều chỉnh, liên tục điều chỉnh để chúng ta thích nghi được. À, và đó là quy luật của kinh doanh. À, hôm nay mình chia sẻ bạn bốn cái từ khóa, nó rất là đơn giản như vậy thôi. À, tối thứ năm này mình có cái khóa chia sẻ về kinh doanh hoàn toàn miễn phí, và các bạn đến tham dự vào cái buổi tối thứ năm này. Thứ bảy chủ nhật tuần này mình có khóa làm chủ doanh nghiệp 2 ngày, khóa 145. À, lớp học khoảng 80 người. À, là các bạn à. À, cái gì? À, ok không à? À, các bạn quyết định, à, các bạn quyết định như thế nào à? À, đi học thì các bạn sẽ vỡ ra rất là nhiều điều. Cảm ơn bạn Thành Lê nhiều. Ok, cảm ơn bạn Thành Lê. Và bạn nào mua hai cái quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì các bạn như thế nào à? Các bạn comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ đủ tiêu chuẩn gì à? Tham gia vào group. À, cái group này là chỉ những người làm kinh doanh và sở hữu hai quyển sách của mình thì mới tham gia được vào cái group này. Và hai quyển sách là 210.000, phi luôn cái phí giao đến cho nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. À, phí ship tới nhà bạn là 50.000 rồi đó, phí ship đó cho các bạn, và về đến nhà thì mới thu tiền các bạn luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn, chúng ta sẽ gặp vào tối hôm nay nhé. Bye bye các bạn.